nào chẳng ngần ngại ta cùng bước tới. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Văn Võ Ngọc Nhân, nickname của mình trên TikTok là Boy Bob. Mình sinh năm 1997 và quê quán thì ở Đắk Lắk. Ngoài ca hát và diễn xuất ra thì mình còn là một TikTok creator nữa đó. Một ngày đẹp trời khi mà lướt ở trên một mạng xã hội và bắt thấy một cái clip rất là thu hút và mình rất là thích, mới nhắn tin trực tiếp hỏi cái người mà đăng tải cái clip đó lên là: bạn ơi, bạn quay bằng cái ứng dụng gì vậy mà tại sao nó lại hay và hấp dẫn như vậy? Thì sau khi bạn đó giới thiệu xong, mình mới biết được đó là ứng dụng đó tên là TikTok. Với sự nỗ lực đó của mình thì nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tới thời điểm hiện tại thì tài khoản của mình đã được 1,5 triệu người theo dõi và 17 triệu tim. Khi mà đến với TikTok thì Bob Bob luôn muốn truyền tải cái năng lượng tích cực của mình đến với tất cả mọi người đang theo dõi. Thì bản thân mình luôn cập nhật những cái xu hướng mới nhất của thế giới này, của Đông Nam Á này, đem về cho giới trẻ Việt của chúng ta có thể hưởng ứng, và đồng thời cùng với tất cả các bạn creator khác tạo ra một cái trend, một cái xu hướng mới của riêng người Việt Nam để cho giới trẻ Việt Nam có thể hưởng ứng theo. Mình luôn biến hóa những cái tính cách nhân vật khác nhau để luôn tạo sự mới mẻ cho người xem, những người đang theo dõi mình. Ngoài ra, Bob Bob còn cập nhật những tình huống vui nhộn, thú vị trong cuộc sống hàng ngày của mình để cho khán giả xem và nhận ra là khán giả không chỉ thích diễn xuất của mình mà họ còn tò mò và muốn xem những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống của mình nữa. Vì bản thân Bob được biết đến TikTok vào những khoảng thời gian đầu, cho nên là Bob tham gia được rất là nhiều cuộc thi mà của TikTok tổ chức. Mình được tiếp xúc với tất cả các anh chị trong ekip của công ty TikTok này, được giao lưu, gặp gỡ và quay clip chung với tất cả các TikToker khác. Nếu như mà các bạn khán giả nào có theo dõi tài khoản của Bob Bob thì sẽ biết được rằng trên tài khoản của Bob Bob có rất là nhiều cái khía cạnh nội dung clip khác nhau, giống như là về diễn xuất này, lip sync này, ca hát, nhảy múa và thậm chí là cả về cuộc sống nữa. Một trong những clip mà Bob đã làm ra được mọi người yêu thích, đón nhận nhiều nhất đó là nói về nội dung Bob đi du lịch ở Đà Nẵng. Đến với thời điểm hiện tại thì clip đó đã được hơn 700.000 lượt tim và trên 10 triệu lượt view, và cũng may mắn trở thành một trong những đại sứ của TikTok tại Việt Nam. Ở cái con số là 1,5 triệu hâm mộ đó thì bản thân Bob Bob đã được tương tác trực tiếp với tất cả các khán giả người hâm mộ của mình. Ở trong đó thì có hai luồng ý kiến, yêu thích có và trái chiều có. Khi mà mình tiếp nhận những luồng ý kiến yêu thích thì mình cảm thấy rất là cảm động, và nó là nguồn động lực để cho mình có thể sáng tạo những clip hay hơn, thú vị hơn. Khi mà tiếp xúc những cái luồng ý kiến trái chiều đó thì bản thân mình sẽ xem xét lại nè và rút kinh nghiệm hơn cho những clip lần sau. Vì là một trong những TikTok creator đời đầu cho nên Bob đã rút được khá là nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Bởi vậy Bob muốn chia sẻ cho tất cả các bạn biết rằng để trở thành một TikTok creator, các bạn cần phải nắm bắt thật là nhanh những xu hướng hiện tại này. Thứ hai là các bạn phải đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nội dung. Thứ ba là các bạn phải kiên trì để theo đuổi niềm đam mê này. Và dựa trên ba yếu tố này, các bạn chắc chắn sẽ trở thành một TikToker thành công.